người sư chồng con không phải là người theo đạo Phật nhưng có cảm tình với đạo Phật ông hay nghe những bài giảng về làm lành lánh ác từ bỏ tham sân si và con thấy cũng có tác dụng ảnh hưởng đến lối sống của ông ấy có lần ông ấy nhìn thấy trên YouTube hình ảnh một vị là trụ trì một ngôi chùa rất nổi tiếng Ở nước ta vị này đi trước có vị sư trẻ đi sau cầm quạt Liên tục hoạt để phục vụ Chồng con đã kịch liệt phản đối việc này à, Nói rằng giờ cứ nhìn thấy Vị này là ghét Con không hiểu giới luật Nên không biết phục vụ Và thọ nhận sự phục vụ như vậy có hợp lệ không à, Hay không nên Cũng không nói gì Con xin sự giảng giải <laughs> Thưa yêu quý vị Nếu mà xét theo luật ấy thì được phép phục vụ nha tức là vị đệ tử nha vị đệ tử thậm chí và nó là có cái trách nhiệm và nghĩa vụ phục vụ thầy của mình chỉ riêng cái việc thôi sáng thầy mình dậy đó là phải dân mình gọi là bây giờ dân cái cây trà răng dân cái nước rửa mặt dân cái khăn lau mặt rồi vị thầy mình chuẩn bị đi đâu đó thì phải chuẩn bị cái uh, gọi làm gì là gì gọi cái dèm rồi cái túi đó rồi chuẩn bị y rồi thầy mình đi về đó thì chuẩn bị chỗ cho thầy mình ngồi múc nước thầy mình uống nói chung là cái sự phục vụ của đệ tử dành cho thầy đó đã được quy định trong tạng luật nha ngay cả việc là thầy có nóng thì đệ tử đi theo quạt à, hầu thì đó cũng là phù hợp với luật nha. nếu như mà quý vị hỏi về luật thì luật cho phép uh, chẳng qua là chúng ta nên làm cái việc này ở đâu có những nơi đó uh, mình không có nên làm bởi vì người ta không có đức tin mình làm thì người ta sẽ uh, um, phản cảm Xưa nói chỉ ví dụ thôi uh, đó, cái cái trường hợp quạt hầu thầy như vậy đó đối với những cái nơi riêng tư hoặc là với những cái nơi mà chỉ toàn chưa tăng với nhau thì chuyện này hết sức bình thường không có gì hết nhưng mà khi gặp những cái người mà không có niềm tin thì họ sẽ dựa vào đó để họ chỉ trích cho nên mình có những khi mình có những hành động à, thể hiện cái à, tấm lòng của mình hoặc là theo giới luật đi chăng nữa thì cũng phải à, tùy lúc tùy nơi ví dụ như à, có có lần ấy một cái vị trưởng lão à, à, xuống cái sân bay rồi một vị sư đến chấp tay chuẩn bị quỳ xuống đảnh lễ vị này mới ngưng ở đây nhiều người nhìn thì khi cái việc mà một vị sư nhỏ hạ mà đánh lễ vị cao hạ là cái chuyện hết sức bình thường thậm chí nó được quy định trong Phật giáo nha được quy định mà nếu như không đánh lễ là có lỗi đấy nhưng mà có những trường hợp thí dụ như ở nơi công cộng thì vị trưởng lão có thể ngăn bởi vì nó nhiều người không biết á, thì họ sẽ cảm thấy nó kỳ khôi lắm thậm chí như sư nói nha cái hồi mà sư chưa có hiểu nhiều về phật giáo tam truyền chưa hiểu nhiều về, về, về phật giáo nguyên thủy khi mà sư thấy đi vào chùa đó khi sư đi vào chùa như là lúc đó là chùa Chánh nó ranh say hay là chùa bồ thủy vong sư không nhớ mà sư thấy một vị sư mà quỳ xuống đảnh lễ dưới chân một cái vị sư khác ấy. sư thấy nó kỳ lắm nó lạ lắm đấy là trong trường hợp mình không biết gì hết đấy À, cho nên là mình phải uh, cẩn thận Nha yeah. chưa có bổ sung không? Với ừ, câu hỏi này nhớ tới cái tích uh, chuyện uh, Bồ Tát xuống Thá lấy thân trải đường cho Đức Phật cách nhiên đăng uh, đi uh, đi qua thì uh, cái người hiểu đạo họ uh, sẽ đây là một cái cơ hội để tập phước đây là một cái công hạnh để tạo ba la mật để tạo thành phục vụ đây là cái phước đức nhưng mà đối với cái người mà không có niềm tin tới tâm bảo họ sẽ cho rằng đây là một cái chuyện phản cảm bởi vì giống như là bắt người ta là đài đỏ có người ta hành hả, có người ta đài đỏ ông là cái gì ông đài đỏ có người ta tại họ đâu có hiểu ơn đức tăng đâu cái người đời cái những cái người không có biết đạo họ không thể như thế nào là đức tăng vì biết hai vị có hai vị trưởng lão cái vị này lớn hơn vị kia một hạ cái vị nhỏ hạ hơn hạ nó gặp vị lớn đảnh lễ gặp vị lớn hơn hạ đảnh lễ không gặp là quỳ xuống đảnh lễ nó nỗi mà bị lớn hạ này sợ luôn Bị lớn hạ thôi đừng có đánh lễ tôi nữa Bây giờ để với huynh cao hạ trơn Bây giờ tụi nhỏ đánh lễ Bây giờ không cho để đánh lễ để không biết đánh lễ ai Quý vị nên nhớ rằng Khi mà mình sanh vào nơi biên địa Thậm chí không có tăng để cho mình phục vụ nữa Có nhiều Phật tử ở nước ngoài Có quen cái cô ở bên Theo chồng đi làm bên tăng Đang điện thoại nghe cái bùm như vậy cô Bơm nổ nói cô xưa ơi con không có cơ hội để con phục vụ chư tăng con làm gì con nhìn hình bóng chư tăng con nhìn không tha không được nữa con làm phước thì con gửi tiền về thôi chứ con không có được cơ hội con trực tiếp để con cúng dường hay là con phục vụ chư tăng cho nên cái người theo đạo cái người hiểu đạo hiểu nhân quả biết cái niềm tin nghiệp và quả của nghiệp họ sẽ nắm bắt cái cơ hội họ để phục vụ sẽ đến lễ họ sẽ cúng bái cái vị trưởng thượng Tại vì cái quả này nó sẽ sao sinh xanh ở gia đình cao thượng, trong gia đình quyến thuộc, mà gọi là quyền quý, cao cấp. Còn mà mình không có đời này, mình không có cung kính, phục vụ, đảnh lễ, bậc trưởng thượng á. Đời sau mình sinh ra trong gia đình hạ liệt, con ăn xin ăn mày không à, con bà bán vé số. Còn có cung kính, mình sinh ra, thậm chí giờ mình có xanh làm thú, mình cũng làm con thú của con, con mèo, con chó trong cái gia đình quý tộc cái phước nào quả nấy